Cực hot anh em ơi, Shop 7 Sao đang có sự kiện siêu sale rất đặc biệt nha. Với số ưu đãi quá khủng, dịch vụ game uy tín và vô vàn các mini game khác. Đăng ký tài khoản thành viên nhận quà đăng nhập cực hot. Bên cạnh đó, vào các khung giờ vàng mỗi ngày, anh em sẽ được một mức giá ưu đãi. Đó là mua vàng X7 và mua ngọc X10 full cả 9 server, rất là ngon đúng không anh em ơi? Săn sale nick 80 tỷ ngay với giá cực rẻ chỉ với 1.000 đồng. Hấp dẫn hơn cả, vào những khung giờ đặc biệt, mua một nick được tặng bộ vòng rồng 1 sao và 1.000 ngọc xanh hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, 19 vòng quay dễ trúng quà siêu VIP nay đã trở lại với tính năng chơi thủ vô cùng mới mẻ và đã cập nhật rất nhiều quà VIP và rất là dễ trúng nha anh em. Trúng quà to không cần lo, truy cập ngay shop7sao.com nào anh em ơi. Ok ơi, đầu lúc trước video game nhá, xem mà làm bạn trúng 100 ngọc xanh miễn phí thưa mình nhá. Tìm danh TG này em ơi, xem ông nào mà bạn trúng 100 ngọc xanh thưa mình, ông trong ngọc hồng thưa mình đây em ơi. Đây Gen TV này em ơi. Đó, clip trước mình có là tổng cộng có 1k3 view, 184 like và 165 comment nè em ơi. Copy vô và xem tìm bạn nào mà bạn trúng 100 ngọc xanh nhá. À hồng chứ, cứ quên. Tiếng Việt lại. Tìm về tiếp tục. Chọn một người chiến thắng này em ơi. Boom. Ok, mùi chúc bạn tên bạn là Đức đẹp trai 181C bạn ạ. Có lẽ quá khó để đánh trúng một lần. Trúng với nhá em ơi. Em trúng với nhá bạn Trần Huy nhá. Bạn vui lòng IB qua Phúc Miện nhận hồng nhá. Em ơi, cùng một xem clip mình nha em ơi. Ok, hello. Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình nha. Nhà Gen TV đây. Đầu clip mình chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ, like và tràn đầy niềm vui nha. Trước khi vào xem video của mình nhá, các bạn nhớ bỏ ra vài giây mời ấn like này, đăng ký chuông này, các bạn nhớ nhá. Để một comment phía dưới mời để tham gia mini game nhận vàng ngọc xanh miễn phí từ mình em ơi. Ok em ơi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa mời, còn 2 đến 3 tuần nữa thôi là đến sự kiện Black Friday rồi em ơi. Là sự kiện siêu giảm giá khải trang mời của ngọc giống online nhá. Mới khải trang xịn của khải trang mời các bạn bán 2 sự kiện mời các ngọc này, khải trang mời các bạn bán được giảm giá mời, cả khải trang xin con được giảm giá mời đó, khá nhiều sự kiện ngon sắp diễn ra. Ngọc giống online em ạ, đây mình cho xem bài viết ngọc giống online nhá. Từ tuần trước em ơi, đây em ơi, đây em ơi, sự kiện Black Friday gọi là giảm giá, siêu giảm giá, siêu giảm giá, siêu hại giá em ơi. Cải trang bán rẻ như cho tặng những người tặng anh em ấy. Nhưng mà sau đấy sự kiện đấy rồi em ơi. Đó. Đây, cho anh xem này. Đây ơi. Ôi. Em nhìn đi, đây. Sự kiện Black Friday 2020 này diễn ra vào ngày 27 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 là sắp ổn hôm nay 4 tháng 11 là còn khoảng 2-3 ngày nữa thôi là đến được sự kiện em ơi. Cũng khá là hay nhanh em ạ. Đó. Còn khoảng là 3 tuần nữa là đến sự kiện Black Friday rồi nha. Đó, khi đặt thẻ được điểm tích lũy em ơi, chúng ta sẽ sự kiện Black Friday rồi đó, giảm giá cái trang giá siêu rẻ em ơi. Đây là nhân sự kiện Black Friday 27 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm nay, sau bảo trì 4 giờ sáng 27 tháng 11 này từ năm ngoái em ơi, ngọc rồng sẽ có những ưu đãi dành cho các cư dân như sau này. Khi bạn đặt thẻ sẽ được tích điểm sự kiện đổi quà ở quy lót đảo Kame với 150 điểm sự kiện và đổi được một phiếu giảm giá 80%. Lưu ý, tại sự kiện reset sau mỗi đợt bảo trì hàng ngày hoặc đột xuất, hãy chứa một ô trống cho hành trang để nhận né. Dùng một phiếu giảm giá để Satan có thể sắm cho mình nhiều loại cải trang giảm giá với hơn. Đồng thời gian diễn ra sự kiện tại cửa Satan sẽ mở bán nhiều cải trang hot cũng đến gặp Satan để săn sale ngập tràn nhé mọi người. Đó, đây sự kiện đấy là mở đó, khá nhiều cái hay mà đây. Đây thằng Phạm Đức Quang, thằng Peter Minh nó like fanpage cho mọi đấy. Phạm Đức Quang lại bài viết là Phạm Đức Quang. Đây, Phạm Đức Quang đấy, nó like bài viết tầm ngoái em ạ. Phạm Đức Quang. Đấy. Đấy, nhưng mà khá hay mà em ạ. Sự kiện này thì bán cả trang giá siêu rẻ mọi, bán cả trang như ở Senko này, cả trang gì mà giảm 80% cơ, giảm 80% cả trang xịn xịn đi. Giá rẻ cực kỳ luôn mọi. Với cả trang xịn xịn ở cả trang Senko này, cả trang VIP này, cả trang hợp thể này, cả trang nói chung là cả trang bla bla em ạ. Đây. Đó, bây giờ mình chỉ cho em cách kiếm ngọc xanh để chơi săn cải trang free nhá. Đây, bây giờ mình chỉ cho em một cái cách kiếm ngọc xanh miễn phí mà mời ngọc xanh miễn phí nhá. Cực kỳ hay mà ở một số sự kiện đang tặng ngọc xanh free nha mọi người ơi. Đó là Shop 7 Sao em ạ. Đó mà đang tặng Evan, đang làm Evan em ơi tặng cho em ngọc xanh cực kỳ là hot luôn. Đây. Đó, Shop 7 Sao đang ra nhiều ưu đãi mới cực kỳ là hot người ạ. Của tặng ngọc xanh các anh em ấy, tặng cho mỗi bạn 10 cái ngọc xanh luôn. Mà khá là VIP luôn đấy. Nếu bạn nào của may mắn tặng sẽ nhận miễn phí 10 cái ngọc xanh nhá. Nó khá là hay. Đây, cho xem đẳng cấp này. Đây. Cho anh xem cái cải trang được giảm giá như nào nhá. Đây, như kiểu mấy cải trang như kiểu là cải trang Senko này, chúng khá nhiều cái hay mà. Đây, cửa hàng này. Đấy, Satan á, giảm giá cải trang này. Tôi chủ nhận kẹo. Đây em ơi, và cửa hàng thì nó có nhiều cải trang giảm giá em ơi. Nhưng kiểu mấy cải trang này nó giảm giá cực kỳ là rẻ luôn. Đang quay clip của anh Xịn Bơ gọi em mà mình nghe điện thoại nhá.
Ok, mời mình quay trở lại ở đây. Lúc Lăng Lăng quay clip bảo shipper gọi em ạ. Thì bây giờ cho mọi người xem trong ngoài như nào nha em ơi. Đấy thì cái trang của Santa nó giảm giá siêu rẻ mất đấy. Các cái trang của sinh con này bán giá rẻ cực kỳ luôn ở đây. Sinh 3 nếu mà có sự kiện Black Friday giảm 8%, 8% ấy thì nó còn 6 đắp một xanh em ơi. Còn 6 đắp một xanh thôi, siêu rẻ mọi người ạ. Rẻ 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 như cho luôn. Và bây giờ thì mình chỉ xem cách mọi người là cho em một cái số gọi là nhận con xanh phí nha, đó số bởi sao mọi người đấy nhé, đây mọi người đây số bởi sao này đấy, đang có khuyến mãi cực kỳ hot em ơi, đây ở số bởi sao đang có những gọi là mini game mà phần quà cực kỳ hot các em nhé, đây em ơi, ôi đang gọi là đang hành lý các bạn đang kiếm chỗ, ôi cả bạn Hương Nguyễn bạn rất nhiều nhá, cùng đang livestream, đang hành lý các bạn gọi là đang kiếm chỗ vui vãi trời em ơi, đây thì ở đây khá nhiều ấy, gọi là mini game hay ho ở đây, đang có sự kiện mới cực kỳ hay em ơi, đây ở số sao đang có những gọi là cái phần quà hấp dẫn các em và những cái mini game cực kỳ là hay nha em ơi, đây như kiểu là đây em ơi bán gặp tự động X10 em ơi, X10 nha em ơi, X10 đây vòng quay X10 em ơi, đó khá là hay nha em ơi, X10 này với cả là bán vàng này, bán đích giá rẻ với 20k này em ơi, khá nhiều vòng quay trong danh chơi này, 20.000 này với cả là gì đây, bán vàng tự động X10, X30, X100 này, cải trang cực rẻ này, đây là quả, đây bán X10 bộ ngọc rồng chỉ giá 69k em ơi, đây 69k bộ ngọc rồng mới rẻ chưa em ơi, đây 69k bộ ngọc rồng mới khá là rẻ cho anh em, quả quay này. Đấy với cả đây anh ơi bán đích sơ sinh này, đích flash sale là bán đích siêu rẻ em ơi, đây bán đích ngọc rồng này, dịch vụ ngọc rồng em ơi, khá nhiều cái hay ho mới mà đây flash sale vàng này em ơi, đó cũng khá nhiều cái hay flash sale ngọc này, em mua được 66 với giá 1k này em ơi, khá nhiều cái hay ho cho em chơi em ơi, đích 20.000 này, đấy bộ ngọc rồng với giá 69.000 em ơi, khá nhiều cái hay em ơi, đây đang có gọi là nhiều cái mini game hấp dẫn cho em chơi em ơi, kiểu là nhiều sự kiện hay cực em ơi, đọc thẻ được nhận lì xì em ơi, khá là nhiều hay đây, số đồ tặng lì xì 500k khi đọc thẻ em ơi, đấy là thẻ tặng lì xì 500k em ơi, khá là xịn xò mới đấy. Sao phải sao này? Tặng lì xì 500k khi đập thẻ đấy, xịn em ơi, được tặng 500k khi đập thẻ em ơi đó. Phê cho em ơi đó. Nhận ngay lì xì đến 500k khi đấy, khá là hay. Đây xem tận đập tiền này em ơi, đó khá là hay em ơi, đập 500k được nhận tiền lì xì em ơi. Đập tiền nhận lì xì khá là hay ho cho anh em này em ơi, khá nhiều cái thú vị mới này. Bán X10 bộ giá 69k này em ơi. Khá nhiều cái hay. Đây thì bây giờ mình chỉ thêm cách gọi là săn mini game ngọc xanh free nhá. Đây, năng mạnh mini game cực hay ở số bởi sao một đây cho xem này em ơi. Tìm số bởi sao em nhá. Số bởi sao này. Số bởi sao chúng con. Đây em ơi, đây. Đang có một cái gọi là event cho em chơi em ơi. Kỳ hay em ơi đấy, ngọc xanh free em ơi. Đây. Mừng sắp diễn ra sự kiện Black Friday. Số bởi sao mở mini game event tặng cho anh em tham gia trước. Đây em ơi, sự kiện tặng 1000 một người 10k ngọc xanh em ơi. Đó. Với tỷ lệ nhận rất dễ dễ trong ngọc xanh online này em ơi. Hướng tham gia này. Bước 1 là tạo tài khoản thành viên ở số bởi sao này em ơi. Bước 2 là bấm nhận vé chơi ở góc màn hình bên trái. Đây. Đây mới khá nhiều cái hay em ơi. Tặng đấy. Về vé chơi ở bên mình bên trái em ơi. Bên trái mình nhận rồi nhá. Đấy. Bước 3 là có vé xong bạn hãy bình luận từ 0 đến 99 này. Bước 4 là chia sẻ bài viết này đến chia sẻ bài viết sự kiện này vào hai nhóm ngọc rồng hoặc trang cá nhân. Bạn nhớ làm đủ các bước để nhận ngọc nhé. Thể lệ là nhận 10k ngọc xanh, không giới hạn người chúng. Anh em bình luận 1. Sau đó 28 hoặc một số là chốt kết quả. Ví dụ là có 5 anh em trúng một lúc thì sẽ lấy được 10k ngọc chia 5 mỗi bạn 2.000 ngọc xanh, còn chỉ bọn chúng thì nhận được 10k ngọc xanh luôn. Ui khá là thịt xò em ơi. Ui em vật này thì sao mà chịu nổi em ơi. Khá nhiều thanh niên comment đây rồi em ơi. Đấy mini game ngọc xanh free em ơi. Chỉ cần là 2 phút thôi em ơi, 2 phút thôi có thể nhận được rồi. Khá là thịt xò từ số phải sai rồi đó. Mini game này khá là hay hấp dẫn đúng không em ơi. Đó anh nhớ tham gia em ơi, tham gia nhá. Nếu tham gia gọi là nhận gọi là ngọc xanh nhá. Khá thịt xò luôn. À 12 là mình sẽ đoán số là ngày sinh mình đi. Mình đoán à, mình sẽ đoán số là à mình đoán là đoán số này. Đoán số 20 đó. ID shop mình là ID shop. ID shop mình là mình là đây là 450 này. 231. Ok chơi em ơi đó. Khá là xịn sò thực sự phải xa mẹ mini game tặng ngọc xanh free cho anh em nhá. Đó. Khá là tham gia khá là dễ mà chỉ cần ấn nó là nó các bước thôi em ơi, là các bước trên như ở trên các bước đó. Bước 1 là tạo tài khoản thành viên ở số bởi sao lại. Bước 2 là bấm nhận vé chơi ở các màn hình bên trái này. Bước 3 là có vé xong bạn hãy bình luận từ 099 này. Bước 4 là chia sẻ bài viết sự kiện vào hai nhóm ngọc rồng hoặc trang cá nhân nha. Bạn nếu làm đủ các bước để nhận ngọc nhé. Đó, thể lệ là 10k ngọc xanh, không giới hạn người chúng. Anh em bình luận một lần sau đó ngày 28 shop sẽ cho kết quả đó. Ví dụ có 5 bạn trúng, ví dụ như có 5 anh em trúng cùng lúc thì sẽ lấy được 10 ngọc chia cho mỗi lấy 10k ngọc chia cho mỗi 5 chia 5 mỗi bạn 2.000 ngọc xanh, còn chỉ có một bọn chúng thì nhận được 10k ngọc luôn. Khá là xịn sò từ số phải sai thôi. Mini game cực kỳ là hot từ số phải sai thôi. Đó.
rõ ràng có nhiều event cực kỳ hay em ơi, lạp thẻ nhận DC này em ơi, khá hay ho em ơi. Đó, bạn nào muốn nhận cọc xanh nhớ lên lên fanpage số sao để chơi em ơi. Ok em ơi, kiếm tự đây nha, em thấy hay hư ký mình nha, một like kiếm thương nha. Sợ bye mọi người nha, bye bye anh em, bye bye. Đừng tua anh em ơi, xem ngay để không bỏ lỡ cơ hội nhận quà. Vangamix.com khuyến mãi bán ngọc X7 100k nhận ngay 700 ngọc, quá là ngon luôn anh em ơi. Và đặc biệt anh em hãy lên shop ngay để biết cách mua 5.000 được một cây ngọc hoặc 5.000 được 1 tỷ vàng, rất là ok luôn anh em ơi. Chưa dừng lại ở đó, khi anh em làm thẻ vào shop sẽ có cơ hội nhận được 2.000 ngọc xanh hoàn toàn lên miễn phí nha anh em. Hãy truy cập ngay Vangamix.com thôi nào.